Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư Phan Nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại nhôm, đồng, các loại cây inox. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng mà hiện tại là Phan Nhân đang bán ra thị trường rất nhiều năm qua. Đó là các loại cây nhôm phi trồn đặc. Trước mặt anh chị các bạn đó là những cái cây nhôm phi trồn đặc mà công ty Phan Nhân chuẩn bị giao đi cho khách. Thì cái loại nhôm này chúng tôi đang có rất nhiều chất liệu nhôm. Chúng tôi có chất liệu nhôm dùng để gia công, đó là nhôm 5052, 6061 và 7075. Cái loại hàng này tùy theo cái thông số kỹ thuật của mẫu lụa nhôm mà khách hàng có thể yêu cầu và mua hàng một cách cụ thể. Hiện tại là chúng tôi đang cấp loại nhôm tấm và nhôm cây. Nhôm tấm thì chúng tôi bán theo dạng tấm và chúng tôi cắt lẻ theo chiều dài nhân chiều rộng và độ dày. Thì cái loại nhôm tấm thì chúng tôi có từ 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly và chúng tôi tới 100 ml anh chị các bạn. Còn cái nhôm cây này, nhôm cây phi trồn đặc này chúng tôi có từ phi 10 nha. Phi 10, phi 15, phi 20, cách nhau 5 size á. 5 size một quy cách, 5 size một quy cách thì chúng tôi có một quy cách. Thì cái quy cách này chúng tôi tới phi 200 nè, phi 250 nè, phi 300, phi 350, phi 400 và phi 500. Anh chị và các bạn có nhu cầu khi sử dụng cái loại hàng này, anh chị các bạn cho chúng tôi những thông số cụ thể rõ ràng. Tên hàng của nó là cây nhôm phi trồn đặc hoặc là tấm nhôm. Cây nhôm phi trồn đặc thì anh chị cho chúng tôi biết đường kính nó là bao nhiêu. Bao nhiêu và chiều giờ của cây nhôm nó bao nhiêu mili. Thì chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời cái hàng này thì anh chị các bạn chốt sale á, thì chúng tôi sẽ ship hàng trong ngày. Còn cái loại nhôm tấm á, thì anh chị các bạn cho chúng tôi độ dày của tấm nhôm. Độ dày của tấm nhôm nó là bao nhiêu mili. Độ dày của tấm nhôm là bao nhiêu mili. Còn chiều giờ nhân chiều rộng là bao nhiêu. Thì nó ra dạng tấm. Thì công ty chúng tôi cũng sẽ báo giá nhanh. Những cái loại hàng nhôm này á, thì hầu như là sử dụng cho khung, sử dụng cho những cái công việc trong nhà máy, xí nghiệp để dùng để gia công. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn có thể gửi thông tin qua Zalo. Công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời khi anh chị và các bạn thấy giá tốt thì chúng tôi sẽ ship hàng trong ngày. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, thuận lợi trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.